À, bây giờ xin được giới thiệu đến quý vị phần biểu diễn cũng là một tác phẩm nước ngoài, One Summer's Day, qua sự biểu diễn của một cô gái rất xinh xắn và dịu dàng. Xin được mời sự xuất hiện của Vũ Ngọc Bảo Anh. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của Bảo Anh rất nhiều.